Hi, mến chào thầy cùng tất cả các anh chị em và các bạn trong group. Hôm nay em sẽ có đôi lời giới thiệu về bản thân cũng như là quá trình tham gia hoạt động kiếm tiền cùng với YouTube của em. Về bản thân thì em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thế Ý, sinh năm 1991, hiện nay khoảng 28 tuổi. Em sinh ra ở Bình Định, ở miền Trung, và hiện nay đang hoạt động và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện nay em đang là kỹ sư ô tô và đang làm việc cho một hãng ô tô trong nước. Rồi, còn về hoạt động tham gia kiếm tiền với YouTube của em thì em tham gia từ năm 2016. Thì lúc ban đầu thì em chỉ re-up và re-up thôi. Thì em thấy ai làm gì thì mình bắt chước làm theo, thấy cái gì hay là bắt chước re-up theo. Nhưng mà không ra tiền trong một khoảng thời gian khoảng một năm thì hoàn toàn không ra tiền. Thì mãi đến 2017 thì em mới được biết đến khóa học của thầy Hiếu, trong khóa Pro 8. Thì sau đó em đã tham gia khóa Pro 8 và được học những cái kiến thức nền cũng như kiến thức cơ bản cho quá trình làm YouTube của mình. Thì trong thời gian đó em bắt đầu hướng tới làm việc content. Thì khoảng nửa năm cứ kiên trì làm và làm thì kênh content của em không phải